mỗi làm này thì người ta giả theo tháng hay là theo xe chú? Nhiều. Giá? Làm nhiều hơn ít. À đúng rồi. Xe là tháng một chiếc này. Tháng là một chiếc hàng người ta chết. Đúng rồi. Tháng ví dụ 10 thì mình đủ thì nó không. Tháng mà đông xe thì mình làm nhiều mình cũng ăn ít. Đúng rồi. Được. Này là làm bao nhiêu mới nhiều. Vậy là hợp lý cả đôi bên đúng không? Vậy là một xe này là được bao nhiêu tiền chú? 7.000. 7.000 một xe. Là cũng 50-50 ấy chú nhở? 20.000 nhưng mà mình ăn có 7.000 à? À ừ, vậy là 3. 1-2 1 phần 3. Ăn 1 phần 3. 20.000 thì mình 7. Đồ đạc là của người ta đấy chú nhở? Cái này xà phòng, cụ điện nước là của người ta, mình chỉ bỏ công đấy. Chú gọi cháu cái bên trong rồi.